anh ở Bình Dương đây, anh ở Bình Dương đây, anh ở 15 ở Bình Dương đây, anh ở khu nghiệp Bình Đường đây. À vậy hả? Em ở gần vùng xoay An Phú á. À rồi biết rồi. Dạ, nhưng mà em ở bên Dĩ An. Đúng không? Anh có tả em nhá, ở khu nghiệp Bình Đường thì thẳng sang là ở bên đấy là Dĩ An 2. À. Đi lên là khu Sóng Thần đúng không em? Dạ dạ đúng rồi. À. Anh ở chỗ đó 15 đó, trong Sài Gòn đó. Em anh Tế, em chào anh. Em chơi TikTok cũng lâu rồi. Em xem like anh suốt. À ok. Dạ. Nhưng mà hôm nay em mới có cái dịp em được ngồi cùng like với anh. Ok, cảm ơn em. May mắn quá. Cho anh chúc em và gia đình những điều tốt đẹp nhất cuộc sống em nhé. Dạ. May là có Tế lên em mới lên phòng anh nhé. Không em không lên đâu. Thật sự á thì em ngưỡng mộ các anh ở cái góc độ là nảy số nhanh. Nảy số nhanh. Anh là ngày xưa là đúng ra là anh là đệ tử của ông Lại Văn Sâm. Tức là anh nghe nhạc đoán chương trình, em phải chưa? Đuổi hình bắt chữ là anh. Thế đâm được khi mà Vũ Hồng nhá. Anh nói phát Vũ Hồng cười phát là anh thấy Đỗ Thủy cười phát là anh phách bị ngay, em phải chưa? Kiểu này là muốn sở hữu anh rồi. Cái giọng cười đấy là giọng cười lướt người đấy em ạ. Đó, nên là thực tế thì mỗi một người á mình có một cái cảm nhận riêng, ví dụ như là mình thích người ta ở mỗi một người một góc độ riêng. Còn ở anh Tế á thì em xem like anh suốt mà. Ok. Thì em thật sự không phải là nói chuyện với anh mà em đề cao anh. Không, anh hiểu. Dạ, nhưng mà em rất là ngưỡng mộ anh nói bằng sự thật là các anh đẩy số quá nhanh mà em nhiều khi mình đèm khác cái điều đó mà mình không có làm được. Anh cảm ơn em. Không phải mà là những cái trang của anh Tế, anh những cái lần anh Tế nói thì anh Tế nói sát thực với thực tế, và cũng là những cái sự gọi là dân giáo cho cái lớp trẻ nó thực tế hơn và nó đúng hơn, chứ nó không phải là phù phiếm và cũng không phải là phải nói bóng với gió gì cả, trực diện luôn với thực tế nên là nó có nhiều cái ý nghĩa hơn so với lớp trẻ. Em xin mất tí. Rất em nói rất đi. Là vui. Vui lắm. May mắn mình cảm thấy là một buổi sáng may mắn mình được ngồi nói chuyện với lại thần tượng của mình. Rất là lâu rồi, là nhiều lần lắm rồi. Em cứ ngồi em lót dép em ngồi ở cảm ơn em được follow anh nha. Ok, anh follow em nhé. Dạ, nếu mà có dịp nào đó thì anh like hoặc là em like thì rất là hân hạnh được mời anh Tế ghé nhà em chơi. có luôn mà ngay em cứ anh em follow nhau rồi, lúc nào mà em like là chắc là em cứ chia sẻ cho anh phải vào like nói chuyện tâm sự với em. Dạ vâng, đó cũng là điều thứ nhất là cho em xin phép nói ở đây cùng với các em là như này. Thứ nhất với anh với mọi người yêu quý dành tình cảm cho Tế Điên thì Tế Điên từ trước hay Tế Điên vẫn biết là cuộc sống hay là đến con người mình ngày hôm nay được cộng đồng mạng xã hội từ ở trên YouTube như là Phở Bò, TikTok mà mọi người yêu quý. Thứ nhất là ngày hôm nay anh được ngày hôm nay là trong đó có phần cả em và mọi người thì anh mới có ngày hôm nay. Nên là với anh Tế thật sự luôn ở trong lòng mọi người dành cho mình như nào thì mình không thể bắt người ta phải ấy như nào, nhưng là với trong mắt anh không bao giờ nghĩ mình là một idol. Anh chỉ nghĩ mình là chia sẻ những cái đó và những câu chuyện từ trong nhà tù mặt trái xã hội và những cái tận cùng của đau khổ
để chia sẻ lên, để mong là sao các cháu, vì là anh em mình đều có con có cháu, mình muốn con cháu của mình họ không phải xa chân mình có được phạm tội như bọn anh ngày xưa và đã từng sai trái pháp luật, để cho các cháu duy nhận cuộc sống đừng xa chân vào điều đó. Nên là bởi vậy anh đã chôn vùi 23 tháng nhà tù vì đã khổ khốc nhiệt chịu đựng từ thiếu thốn, từ tình cảm vật chất, rồi là đến nói chung là tất cả, vì trong nhà tù là nơi khổ hạnh nhất mà. Đâm ra là anh muốn chia sẻ cái đó, mình không muốn sau này thế hệ sau này cứ xem ba cái clip rồi là thích ngoài xưng hùng xưng bá ngoài, hoặc làm những cái điều gì đó, hoặc là những người có đang mải chơi về ma tóe chẳng hạn, hay là bất cứ cái gì đó, họ dù có chơi thì họ trở về với một con người lương thiện như trước đây mà bố mẹ họ đã từng gọi ra. Em ạ, bố mẹ thì đẻ con ra ai cũng muốn con mình khôn lớn trưởng thành, không ai gọi cả, như là trời sinh bố mẹ sinh con, trời sinh tính. Bố mẹ anh đẻ anh ra cũng mong anh được thành đạt lắm, nhưng là vì là cái tính của mình nó là như vậy rồi, đâm là sai đường là bước. Nhưng là khi mà anh dừng cuộc chơi, lúc đó tuổi cũng có tuổi rồi, nhưng là có còn hơn không, mình sẽ mang một cái gì đó có ích cho các cháu. Đó là cái tâm niệm của anh làm kênh YouTube cách đây được 2 năm rưỡi. Còn nền tảng TikTok thì anh lên chỉ chơi giao lưu thôi. Thế còn thì anh, tính của anh là anh làm ở YouTube, YouTuber. Đâm ra là cũng cảm ơn em và mọi người cũng đã rất là yêu quý và trân trọng và dành tình cảm cho anh. Anh cảm ơn cái tình cảm của mọi người. Thì có mọi người có em và có mọi người thì hôm nay mới có anh Tế ngày nay chỉ có đồng mạng xã hội. Chứ còn nếu mà không có em mà mọi người anh chia sẻ kẻ có hay đi mà các em và khán giả hay là mọi người không yêu quý thì cũng không sao.